Thưa cô và các bạn, hôm nay em tên là Thanh Ngọc, em xin đại diện cho nhóm chính trình bày về vụ tai nạn máy bay Airlines Malaysia Airlines MH17. Thì cái lý do mà nhóm em chọn cái đề tài này á là do đây là một vụ tai nạn hàng không lớn trong lịch sử ngành hàng không. Có nhiều thông tin trên mạng xã hội, có nhiều thông tin trên mạng, cho nên là em nhóm em có thể khai thác được rõ ràng và tường tận hơn. Cái thứ ba nữa là vụ tai nạn này liên quan đến chiến tranh, cho nên là mức bồi thường rủi ro chiến tranh trong bảo hiểm hàng không sẽ như thế nào, thì mời cô và các bạn cùng vào bài thuyết trình với nhóm em ạ. Đây là danh sách thành viên của nhóm chính. Nội dung chính của bài này tụi em chia ra làm 5 phần. Phần 1 sẽ là tóm tắt quá trình xảy ra tai nạn. Phần 2 là giả thiết nguyên nhân gây ra tai nạn. Phần 3 là quá trình điều tra của GIT. Phần 4 là tổng thiệt hại của vụ tai nạn. Và cuối cùng phần 5 là công ty bảo hiểm bồi thường. Để không mất nhiều thời gian thì em xin vào phần đầu tiên, đó là quá trình xảy ra tai nạn. Ngày 17 tháng 2014, chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines trên hành trình từ Amsterdam của Hà Lan đến đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia gặp nạn ở khu vực Donetsk thuộc miền đông Ukraine. Máy bay đã bị bắn rơi ở độ cao 10 m, khiến cho toàn bộ 283 hành khách và 15 phi hành đoàn người Malaysia thiệt mạng. Hai phần ba trong số đó là người Hai phần ba trong số hành khách là người Hà Lan, trong đó có 3 người Hà Lan gốc Việt là ba mẹ con trên hành trình về Hà Nội. Trong số hành khách có các đại biểu đang trên đường đến dự hội nghị quốc tế về S lần thứ 20 tại Melbourne, gồm có Joe Lance, cựu Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế về S, và Thượng nghị sĩ Hà Lan William Westerveen và gia đình. Đây là hình ảnh máy bay MH17 đang cất cánh tại sân bay Amsterdam. Đây là vị trí máy bay MH17 bị bắn hạ tại khu vực tỉnh Donetsk thuộc Ukraine, cách biên giới Ukraine và Nga 40 km. Sau đây em xin gửi đến cô và các bạn một video tái hiện toàn bộ tai nạn MH17 từ dữ liệu họp đen. Ngọc, trong lúc mà nó cái chữ hiện lên đó, em đọc cho mọi người cùng nghe luôn đi. Một vụ nổ xảy ra trong trường hợp MH17 có cảnh vỡ rơi xuống khu vực có. Giới phân tích cho biết vụ nổ có thể do một quả bom trên khoang chập điện hoặc do tên lửa. Tên lửa các vét vai không thể bắn tới độ cao 35.000 feet. Một loại vũ khí có khả năng là hệ thống tên lửa Phúc đã bắn mục tiêu có độ cao lên tới 24 km, nghĩa là MH17 đi kèm với Phúc là một hệ thống radar giúp tăng độ chính xác khi khai quả. Truyền hình Nga cũng đăng tải các bức ảnh do cho thấy một chiến đấu cơ đang phóng tên lửa về phía của MH17. Có thể thấy được là từ những dữ liệu trong hộp đen được phát hiện tại hiện trường thì người ta đã mô phỏng tỉ mỉ lại toàn bộ quá trình MH17 bị bắn hạ. Dữ liệu hộp đen được tìm thấy trên hiện trường cho thấy những mảnh vỡ bị văng ra với tốc độ cực cao sau khi đầu đạn tên lửa phát nổ, gây ra hiện tượng nổ lớn do giảm áp.
Từ bên trong chiếc MH17 nổ tung như một quả bom khổng lồ. Đây là một vụ tai nạn thảm khốc trong lịch sử ngành hàng không, cũng là đòn giáng nặng nề đối với hãng hàng không Malaysia Airlines sau vụ mất tích của MH73. Hình ảnh tưởng niệm các nạn nhân xấu số trên chuyến bay MH17. Em xin lỗi ạ. Chúng ta cùng điểm qua lại một số hình ảnh hiện trường. Hình ảnh nhân viên cứu hộ đang tích cực tìm kiếm xác nạn nhân. Và để hiểu rõ hơn về nguyên nhân của vụ tai nạn thì em xin tiếp tục mời bạn Phương. Khoan khoan, cái slide hồi nãy cô thấy cái gì mà đi đến Bắc Kinh vậy? Có phải em lấy thông tin lộn từ cái chuyến bay 370 không? Dạ, đó là chuyến bay 370 cô. Sau vụ mất tích của 370 khi đang trên đường đến Bắc Kinh. Rồi. Máy bay MH17, nguyên nhân do em có tìm hiểu về trên mạng thì là nguyên nhân của chiếc máy bay MH17 bị trúng một tên lửa phòng không, bị vỡ hàng trăm mảnh cùng với thi thể các nạn nhân rơi rải rác trên khu vực rộng lớn do phe ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine. Quá trình tiếp cận được hiện trường để thu hồi thi thể nạn nhân cũng như thu thập các mảnh vỡ khá là khó khăn và phải kéo dài đến 5 năm để truy tìm ra thủ phạm gây ra thảm kịch này. Đây là hình ảnh bức ảnh tái hiện lại khoảnh khắc MH17 bị bắn trúng. Và để hiểu rõ hơn về cái nguyên nhân thì em xin mời tiếp tục mời bạn Phương Anh trình bày nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này. Xin chào cô và các bạn, em xin tiếp tục phần trình bày về những giả thuyết gây ra vụ tai nạn. Toàn bộ 298 nạn nhân xấu số trên chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị rơi khi bay qua không phận khu vực miền đông Ukraine đã thiệt mạng. Trong khi đó, việc điều tra nguyên nhân tai nạn thảm khốc này được dự báo gặp rất nhiều khó khăn do có nhiều thông tin trái chiều và giả thuyết khác nhau được các bên đưa ra. Có rất nhiều thông tin trái chiều và giả thuyết liên quan đến nguyên nhân vụ tai nạn. Cơ quan an ninh Ukraine SPU cho rằng máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia đã bị rơi sau khi trúng tên lửa đi từ thành phố Sneno thuộc tỉnh miền đông Donetsk. Một báo cáo của Hà Lan tổng hợp 3 cuộc điều tra của Nga, Hà Lan, Ukraine, họ nói cần thêm nghiên cứu để chỉ ra chính xác nơi phóng. Tháng 6 năm 2016, nhóm điều tra quốc tế JIT gồm 4 nước thành viên Hà Lan, Bỉ, Ukraine và Úc có điều tra hình sự riêng và đã công bố hình chụp một phần của tên lửa Buk do Nga sản xuất được tìm thấy ở nơi rớt máy bay MH17 ở đông Ukraine. Các bằng chứng trước đó gồm hình ảnh được cho là chứng tỏ có các bằng chứng trước đó gồm hình ảnh được cho là chứng tỏ có máy phóng tên lửa đất đối không trong khu vực. Phân tích giọng nói, quân nổi dậy thân Nga dường như xác nhận bắn hạ máy bay và hoạt động trên mạng xã hội nói rằng phiến quân có liên quan. Nhưng giới chức Nga và ly khai thân Nga bác bỏ mọi cáo buộc họ cung cấp cho phiến quân và nói báo cáo của Hà Lan không cung cấp bằng chứng rằng máy bay bị người thân Nga bắn. Công ty Nga sản xuất tên lửa khẳng định đây là mô hình mà quân Nga không còn sử dụng và nói điều tra riêng của họ cho thấy nó bắn đi từ lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. 2 ngày trước khi JIT sắp công bố báo cáo tạm thời, hồi tháng 9 năm 2016, Nga đưa ra hình ảnh radar mà họ nói cho thấy máy bay không thể ở trong khu vực do quân nổi dậy kiểm soát. Bộ Phòng không Nga cho biết đã ghi nhận phía Ukraine kích hoạt hệ thống phòng không cùng khu vực và trong thời điểm máy bay bị bắn hạ. Ukraine lại nói điều tra chứng minh máy bay Malaysia bị tên lửa do Nga sản xuất bắn rơi từ hệ thống Buk ở vùng nằm ngoài kiểm soát của Kyiv. Để đi sâu vào chi tiết vụ việc, xin mời bạn Mỹ Lệ tiếp tục phần trình bày về quá trình điều tra của JIT. Xin chào cô và các bạn, mình tên là Mỹ Lệ và em xin bắt đầu phần trình bày về quá trình điều tra của đội điều tra chung GIT. Thì các nhà quan sát từ OSCE là tổ chức hợp tác và an ninh châu Âu có nhiệm vụ quan sát hiện trường trước khi các nhà điều tra tới. Họ là nhóm đầu tiên thăm khu vực tro tàn nhưng việc đi lại bị dân quân hạn chế. Thì theo Tổ chức Hàng không Dân sự Quốc tế,
nó là trách nhiệm điều tra thuộc về nhà nước nơi quản lý xảy ra vụ việc. Vì vậy, chính phủ Ukraine mở điều tra, nhưng Ủy ban An toàn Hà Lan được yêu cầu đứng đầu điều tra vì đa số nạn nhân là từ Hà Lan. Cuộc điều tra của vụ bắn rơi MH17 được cơ quan truy tố của Bộ Tư pháp Hà Lan chủ trì. Đây là cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử Hà Lan. Các thám tử xem xét các mẫu pháp y từ các cơ thể và hành lý, cuộc phỏng vấn với các nhân chứng, dữ liệu vệ tinh, thông tin liên lạc bị chặn và các thông tin trên mạng. Tham gia vào đội điều tra chung là có 4 thành viên gồm Hà Lan, Bỉ, Ukraine và Úc. Các điều tra viên quốc tế mất gần 5 năm thu thập bằng chứng để truy tố 4 nghi phạm gây ra thảm kịch, khiến gần 300 người thiệt mạng. Tổng thống Ukraine Petro gọi đây là hành động khủng bố do phe ly khai gây ra. Trong đó, lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine tuyên bố MH17 bị một chiến đấu cơ Ukraine bắn hạ. Tổng thống Nga Putin thì cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm. Ngày hôm sau, thì Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói tên lửa bắn hạ MH17 được phóng từ vùng do phe ly khai kiểm soát. Theo ông thì phiến quân không thể bắn máy bay nếu không có sự hỗ trợ của Nga. Tháng 9 năm 2014, Ủy ban An toàn Hà Lan công bố báo cáo cho biết MH17 đã vỡ trên không trung sau khi bị một số vật thể tốc độ cao tấn công. Những mảnh vỡ máy bay với vô số lỗ thủng chi chít gần buồng lái cho thấy các mảnh tên lửa đã găm thẳng vào phần đầu máy bay và xé nát nó trên không trung. Tháng 7 năm 2015, Nga phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc thành lập tòa án đặc biệt để truy tố những người đứng sau vụ tấn công. Một tháng sau thì các nhà điều tra xác định được có 7 mảnh vỡ lớn có thể từ hệ thống tên lửa đất đối không BUK vốn có trong biên chế cả quân đội Nga và Ukraine. Tháng 10 năm 2015, các điều tra viên kết luận máy bay bị bắn hạ bởi một tên lửa được bắn từ miền đông Ukraine và phát nổ phía bên trái buồng lái máy bay. Chủ tịch Ủy ban An toàn Hà Lan đã nói đầu đạn khớp với loại tên lửa được lắp đặt trên hệ thống phòng không BUK. Tháng 9 năm 2016, các thành viên nhóm điều tra chung do Hà Lan dẫn đầu tuyên bố họ có bằng chứng không thể chối cãi rằng một tên lửa Buk đã được sử dụng trong vụ tấn công và tên lửa đó có nguồn gốc từ lãnh thổ Liên bang Nga. Các giả thuyết máy bay gặp tai nạn có phá hoại từ bên trong hay bị chiến đấu cơ tấn công đều bị loại trừ. Moscow mô tả cuộc điều tra là thiên vị và có động cơ chính trị. Ngày 24 tháng 5 năm 2018, thì điều tra viên quốc tế tuyên bố tên lửa có nguồn gốc từ lữ đoàn tên lửa phòng không số 53 ở miền Tây nước Nga và nó đã được chuyển vào Ukraine trước vụ rơi máy bay. Họ cũng xác định hai nghi phạm chính sau khi thu được các cuộc đối thoại bị nghe lén trước và sau thảm kịch xảy ra. Tháng 4 năm 2019, Tòa án Nhân quyền châu Âu thông báo cho Nga họ đã bị 380 thân nhân của những người thiệt mạng từ 14 quốc gia khởi kiện. Ngày 19 tháng 6, JIT phát lệnh truy nã và truy tố tội giết người với 3 công dân Nga là Sergei Dubinsky, Igor Zhukin, Oleg Pulatov cùng với công dân Ukraine Leonid Kazenko. 4 người này bị cáo buộc đã đưa hệ thống tên lửa Buk vào miền đông Ukraine. 3 nghi phạm người Nga thì đều có xuất thân dân ngũ, quân ngũ và đã nắm giữ vị trí cấp cao trong chính quyền Cộng hòa Dân dân Donetsk do phe ly khai lập nên ở miền đông Ukraine sau khi vụ rơi máy bay xảy ra. Mỹ kêu gọi Nga đảm bảo các cá nhân bị truy tố phải đối mặt với công lý. Phiên xét xử 4 nghi phạm sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 3 năm 2020 tại một địa điểm được bảo vệ cẩn mật ở gần sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam ở của Hà Lan. Tuy nhiên thì các nghi phạm nhiều khả năng bị xử vắng mặt vì Nga không cho phép dẫn độ công dân ra nước ngoài, trong khi lực lượng an ninh Ukraine không nắm được tung tích của Kazenko. 4 bị cáo không ai trong số họ đầu hàng trước công lý, bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công và sát hại những người trên chuyến bay. Phiên tòa bắt đầu chính thức vào tháng 3 2020, nhưng chủ yếu phần tranh tụng về việc có chấp nhận các bằng chứng. Cơ quan công tố và phía bị cáo có quyền đặt vấn đề cho đến tháng 7 năm 2020 và gia đình các nạn nhân cũng được góp ý kiến vào tháng 9 2021. Tiếp theo là phần tổng thiệt hại, mình xin mời bạn Việt Hạ. Xin chào cô và các bạn ạ. Sau đây em xin trình bày phần nội dung về
tổng thiệt hại của vụ tai nạn MH17, chuyến bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi tại Ukraine đã khiến cho các hãng bảo hiểm phải bồi thường hàng trăm triệu đô, đồng thời đã làm phát sinh hàng loạt vụ tranh chấp pháp lý kéo dài giữa các hãng hàng không, hãng bảo hiểm, chính phủ và gia đình nạn nhân. Đầu tiên phải kể đến là chi phí trả cho việc máy bay bị hủy hoại. Theo báo cáo thì chiếc máy bay bị nạn được định giá khoảng 97,3 triệu đô. Tiếp theo là theo thỏa thuận quốc tế về bồi thường cho các nạn nhân đi máy bay, những khoản bồi thường ban đầu cho gia đình nạn nhân sẽ do hãng Malaysia Airlines tự chi trả. Mức bồi thường của hãng bảo hiểm lên đến 600 triệu đô. Số tiền mà hãng này phải bồi thường sẽ tuân theo thỏa thuận về hàng không quốc tế thuộc Công ước Montre với mức tối đa khoảng 170.000 đô trên một hành khách. Kế đến là quỹ chính phủ Khazanah National BSD sở hữu 69% cổ phần trong hãng hàng không Malaysia Airlines đã lên kế hoạch thâu tóm hoàn toàn doanh nghiệp và cân nhắc việc mua hết phần còn lại của Malaysia Airlines. Sau khi có thông tin chiếc máy bay MH17 gặp nạn, cổ phiếu của Malaysia Airlines đã tuột dốc 18% và tính riêng trong năm 2014, cổ phiếu bốc hơi 35%. Trên sàn giao dịch đóng cửa hôm ngày 18 tháng 7, Malaysia Airlines được định giá 3,34 tỷ ringgit là khoảng 1,05 tỷ đô. Bên cạnh đó, thì trước khi xảy ra vụ MH17-370 mất tích, ngày 8 tháng 3 năm 2014, hãng hàng không công bố đây là năm thứ ba liên tiếp thua lỗ với tổng thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đô. Dù MH370 vẫn chưa được tìm thấy, nhưng hành khách đã bắt đầu quay lưng lại với Malaysia Airlines sau khi chuyến bay MH17 bị bắn. Nhìn chung lại, thì Malaysia Airlines đã cho biết vụ MH17 tác động đáng kể lên kết quả kinh doanh quý 1 của hãng, khách hàng hủy vé khiến công ty mất lên đến 443 triệu ringgit là khoảng 140 triệu đô. Nói tóm lại, mất mát từ thảm kịch MH17 cùng với đà rơi tự do của cổ phiếu Malaysia Airlines và mối đe dọa doanh thu sẽ tiếp tục giảm sâu nếu hành khách bỏ chuyến bay tương lai, càng hiện thực hóa khả năng công ty sẽ bị chuyển giao hoàn toàn thông qua lần mua đứt cổ phiếu dù hãng vẫn còn một số lựa chọn khác theo nguồn thạo tin tiết lộ. Tiếp theo thì em xin mời bạn Ngọc Ánh trình bày phần bảo hiểm của công ty bảo hiểm ạ. Dạ, chào cô và các bạn. Thì mình xin trình bày tiếp về phần quá trình giải quyết bồi thường của công ty bảo hiểm. Về vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi tại Ukraine sẽ được các nhà bảo hiểm chi trả bồi thường nhanh chóng với điều kiện là nguyên nhân của vụ tai nạn phải được làm sáng tỏ. Trong sự việc lần này thì các bên có khả năng phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân bao gồm các hãng hàng không, chính phủ các nước và giới chức hàng không tại Malaysia, Hà Lan do những cơ quan này đã cho phép chuyến bay đi qua khu vực chiến sự đã được khuyến cáo rủi ro về trước. Chuyến bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi tại Ukraine sẽ khiến các hãng bảo hiểm bồi thường hàng trăm triệu USD, đồng thời sẽ làm phát sinh hàng loạt vụ tranh chấp pháp lý kéo dài giữa các hãng hàng không, hãng bảo hiểm, chính phủ và gia đình nạn nhân. Trong vụ MH17 thì các công ty bảo hiểm sẽ phải chi trả hai loại là bồi thường cho gia đình và bồi thường hỏng hóc máy bay. Nhóm công ty bảo hiểm dẫn đầu bởi Allianz sẽ chịu trách nhiệm chi trả loại hợp đồng toàn bộ rủi ro. Theo chủ tịch hãng tư vấn quản lý rủi ro hàng không, Aviation, tai nạn này khó có thể kết luận là do bất cẩn, do cùng thời điểm nhiều máy bay khác cũng đang hoạt động quanh đó. Về những khoản bồi thường ban đầu cho gia đình nạn nhân sẽ do hãng Malaysia Airlines tự chi trả. Số tiền mà hãng phải bồi thường sẽ tuân thủ thỏa thuận về hãng hàng không quốc tế thuộc công ước Montre với mức tối đa khoảng 170.000 USD trên hành khách. Malaysia Airlines phải thực hiện những chi trả ban đầu này bất kể tai nạn có phải do lỗi của họ hay không. Về tập đoàn bảo hiểm toàn cầu Allianz Global Company and Specialty của Đức, đơn vị tái bảo hiểm chính của máy bay MH17, đối với phần thân máy bay, định giá chiếc máy bay này có giá trị khoảng 97,3 triệu USD. Allianz với vai trò là đơn vị tái bảo hiểm chính của hãng hàng không Malaysia đối với những chi phí bảo hiểm cho phần thân máy bay và trách nhiệm pháp lý, thì Allianz sẽ hỗ trợ bồi thường cho Malaysia tận tình và nhanh chóng nhất có thể. Trên hình ảnh là chúng ta có thể thấy là Allianz là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính nhất thế giới và trụ sở đặt tại Montreal, Đức.
lĩnh vực kinh doanh trọng tâm là bảo hiểm. Còn theo ông, nếu mà trong trường hợp nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do khủng bố, thì Atrium Underwriting Group, nhà bảo hiểm hàng đầu về rủi ro chiến tranh, sẽ phải trả tiền bồi thường. Về rủi ro chiến tranh trong đơn bảo hiểm hàng không, thì một chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm hàng không cho biết, nếu nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn MH17 là bị bắn rơi, thì tổn thất sẽ thuộc phạm vi bảo hiểm của đơn bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối với thân vỏ, chứ không thuộc phạm vi của đơn vỏ bảo hiểm thân vỏ trưởng. Cũng như chuyên gia này, thì cho dù vụ việc này có liên quan đến chiến tranh, thì bảo hiểm trách nhiệm đối với hành khách vẫn thuộc phạm vi của đơn bảo hiểm mọi rủi ro. Ngoài ra thì một luật sư hàng không tại Australia khẳng định là gia đình các nạn nhân có thể khởi kiện ở bất kỳ quốc gia nào có liên quan tới máy bay bị bắn hạ. Họ có thể sẽ được bồi thường hàng trăm triệu USD trên cơ sở nguồn thu thập bị mất và những hỗ trợ cho gia đình. Sau khi tìm hiểu thì sau vụ tai nạn MH17 của hãng hàng không Malaysia, thì không hề tồn tại một phương thức vận tải nào đảm bảo an toàn tuyệt đối. Rủi ro có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân và xảy ra vào bất cứ lúc nào. Nếu không có bảo hiểm, chủ doanh nghiệp sẽ phải chịu toàn bộ tổn thất mà không được đền bù. Chính vì thế, hiện nay doanh nghiệp hàng không nên mua bảo hiểm sẽ giúp tránh khỏi được những thiệt hại ngoài ý muốn. Cảm ơn cô và các bạn đã theo dõi phần trình bày của nhóm em. Rồi, cô cảm ơn phần trình bày của nhóm các em đã thuyết trình về đề tài là tai nạn máy bay MH17. Các bạn nhóm khác có câu hỏi nào cho nhóm của các bạn này không? Cũng giống như mọi khi, đúng không? Mọi người im lặng. Rồi, thế thì cô sẽ cho comment nhỏ thôi. Thì slide của các em làm rõ ràng. Tuy nhiên là cần thêm hình ảnh nữa để minh họa cho sinh động thêm. Các em có đề cập đến công ty bảo hiểm rồi các chế độ bồi thường cũng như có đưa ra phần kết luận, thì slide làm khá tốt, mọi người present khá tốt, tất cả các thành viên thì được điểm trình bày là 8,5 điểm, riêng bạn Phùng Phương Anh được 9 điểm. Rồi cô cảm ơn phần trình bày của các em.